Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chế độ của mình và mình là Tiền Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn về chương trình GeldNow Crypto. Token của nó ký hiệu là GMD. Đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia vào chương trình Aerobe này nhé. Các bạn mở bot Telegram của nó lên và các bạn nhấn Start cho mình. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ kết nối với bot Buzin nha các bạn. Bot Buzin là một cái bot rất là uy tín về những cái dự án Aerobe token. Đấy, thì nó sẽ có cái nhiệm vụ để chúng ta có thể làm này. Token nó sẽ phân phối vào cuối tháng 4 này. Ok, chúng ta sẽ đầu tiên các bạn sẽ phải join vào nhóm Telegram của nó. Các bạn join vào, sau đó các bạn quay trở về. Và các bạn sẽ điền username Telegram của các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ follow trang Twitter. Các bạn nhấn Start cho mình. Và các bạn follow cái trang Twitter của nó. Ok. Sau đó các bạn điền username Twitter của bạn vào, bao gồm account ở phía trước cho mình nhé. Đây, các bạn điền vào đây. Nó sẽ thông báo là nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành. Tiếp theo là các bạn sẽ subscribe cái của nó trên kênh YouTube. Các bạn truy cập vào kênh YouTube. Sau đấy các bạn nhấn vào phần đăng ký cho mình. Và chúng ta có thể nhấn vào chuông bên cạnh để nhận thông báo này. Hoặc không nhé. Các bạn truy cập vào kênh của chúng ta để copy cái đường link và điền vào cho bot Buzin. Đấy, nó tiếp tục nhiệm vụ hoàn thành. Và chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ cuối cùng. Đấy chính là nhiệm vụ điền ví Ethereum của các bạn. Các bạn nhấn vào Enter Ethereum. Và các bạn sử dụng ví MetaWallet nhé. Các bạn có thể sử dụng ví MetaWallet này, ví MetaMask này, ví InToken này, ví TruthWallet. Miễn là cái ví của bạn có hỗ trợ công nghệ ERC20. Các bạn tuyệt đối không điền địa chỉ ví sàn hoặc địa chỉ ví Remitano vào nhé. Nó sẽ bị mất và không nhận được coin. Ok, các bạn điền vào này. Các bạn nhấn Enter lên. Tiếp tục là nhiệm vụ hoàn thành. Và như vậy là chúng ta đã kiếm được 12.75 token GMD. Và mỗi một lần giới thiệu thì các bạn sẽ nhận được thêm 5 token. Các bạn nhấn vào phần Refer a Friend thì các bạn sẽ có cái đường link để các bạn có thể giới thiệu thêm bạn bè và những người sử dụng khác. Các bạn có thể giới thiệu để nhận được thêm token nhé. Đây là một cái dự án mà cũng khá tiềm năng. Các bạn có thể truy cập vào trang web của nó này để có thể tham khảo những cái chi tiết và những cái lộ trình và đội ngũ phát triển của cái dự án này. Những cái thông tin nó sẽ được update ở toàn bộ trên trang web của nó. Trang web của nó thegeldnow.com. Đấy, trang web hơi cùi một chút nhỉ, cũng không có gì là đặc sắc cho lắm. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cái dự án Aerobe nhận 12.75 token GMD. Đây là một cái dự án cũng khá là tốt, thế nên các bạn cố gắng tham gia nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu các bạn để lại một like, comment ở phía dưới để mình giải đáp giúp cho các bạn nhé. Chúc cho bạn kiếm thật nhiều coin, thật nhiều tiền. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.